Một vụ bắt con tin chống vánh xảy ra tại ngân hàng Plom của Lebanon trong ngày 14 tháng 9 do một phụ nữ mang vật giống súng thực hiện để rút tiền tiết kiệm từ tài khoản của chính mình. Theo hãng tin Reuters, khoảng 11 giờ giờ địa phương, một phụ nữ về sau được xác định là Sally Hafiz đến ngân hàng Plom ở khu dân cư Sonico thủ đô Beirut với yêu cầu rút tiền mặt. Hafiz sau đó kể với đài al Fadid TV rằng cô mang theo một khẩu súng đồ chơi và muốn rút tiền để chữa bệnh cho người em gái bị ung thư. Cô đã gặp giám đốc chi nhánh ngân hàng hai ngày trước để cầu xin được rút tiền vì người thân ốm nặng. Tuy nhiên, số tiền ngân hàng đồng ý cho cô rút quá ít. Theo Reuters, năm 2019, khi Lebanon rơi vào khủng hoảng tài chính, các ngân hàng đã đối phó bằng việc hạn chế người gửi tiền rút tiền mặt. Hạn chế này vẫn còn đang hiệu lực và dường như là nguyên nhân khiến nhiều người Lebanon tức giận.